Xin chào, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, một dòng xe khung full carbon và nhà nhôm cao bản 700C. Một mẫu xe mà đã rất là quen thuộc với các bác mà xem kênh em lâu, thì chiếc xe này em về rất là đều và được lòng rất nhiều các bác chơi xe hay là khách hàng của em. Thì lựa chọn chiếc xe này rất là nhiều, chiếc xe mang cái thiết kế khung rất là đẹp, thời thượng, còn lại là khung carbon nữa. Và bộ chuyển động là Shimano 105, dòng này dòng 5 giờ 5.8, 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và mức giá chỉ có là 17.900.000 cho một chiếc xe đạp carbon đến từ thương hiệu Ý. Và kiểu dáng rồi cách thiết kế cực kỳ đẹp, rất là thời thượng. Thì hôm nay về một chiếc xe màu đen chủ đạo rồi logo kẻ chỉ xanh. Đấy. Rất là đẹp và khung thì được thiết kế theo những cái đường cắt kim cương và để hở ra những cái đường cản gió này, khí động học và đây, những đường cắt kim cương này và để hở những cái đường khí động học ở đây để khi các bác di chuyển trên đường nó sẽ đạt được cái tốc độ tốt hơn. Và cản gió thì gió nó sẽ đi qua hai cái rãnh này mà nó sẽ cản gió hơn. Đấy, toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên zin các bác nhé, nguyên zin nguyên bản chính hãng 100%. Vành 700C, vành nhôm cao bản của DK. Như các bác chơi xe thì cũng biết là dòng Java thì nó sẽ cái phụ tùng của nó sẽ là DK nhé các bác nhé, phụ tùng theo xe đấy. DK, một hãng sản xuất phụ tùng riêng cho dòng Java này. Lốp là lốp 700C Continental. Lốp này là cũng là lốp zin theo xe luôn các bác nhé. Lốp zin ấy, vật lốp thì còn tương đối là mới. Chủ cũ đi khá là ít này. Xe thì em mới về, chiếc này em mới về sáng ngày hôm nay, bóc thùng lên cho các bác thì vẫn chưa vệ sinh được nhiều, nó vẫn còn những cái bụi trong thùng ra này, nhưng mà nó đẹp quá thì nước sơn nó cứ đẹp quá thì em lên luôn cho các bác xem luôn. Thì, khi mà em bán cho các bác thì trước khi bán là bên em đã bảo dưỡng rồi, bảo dưỡng vệ sinh lại rồi, các bác yên tâm về chất lượng. Mayo là cối lổ luôn các bác nhé, để ca trong xe Mayo cối lổ, đi vòng cối lổ chắc chắn là đi vòng rồi. Bộ chuyển động là full Shimano 105, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, đĩa 105 này, 2 tầng đĩa, đủ đĩa trục dưỡng DK và bê đan theo xe luôn, bê đan zin, đi vòng cũng là đi vòng luôn các bác nhé, bê đan này đạp rất là sướng này, êm chân. Đến phần ghi đông thì chiếc xe trang bị bộ ghi đông dẹp và bộ tay lắc cũng là Shimano 105 luôn. Phanh ba mảnh Techo, phanh này cũng là phanh zin theo nhà sản xuất ra các bác nhé, phanh zin đấy, zin theo xe, phanh Techo. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì đây size xe đây, nó ghi là size 50 các bác nhé, size 50 à, cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi phù hợp. Vận động xin lên 1.5 dòng 1.5 trên dòng xe đua này thì chắc chắn là các bác chơi xe hay là ít chơi xe thì nó biết cái dòng cao cấp
của nhà Shinano để sản xuất cho xe đua. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.